Cho nên bây giờ nói cái quan trọng nhất của người F0 tại nhà, mình chăm sóc người F0 hoặc là bản thân mình chăm sóc nhau, số 1 là phải bình tĩnh. Và mình nhớ rằng 80% là không có triệu chứng, 95% là không cần làm gì hết. Có thể nó có nóng, ho, sổ mũi và nó sẽ tự hết trong vòng 8 ngày đầu. Nó có nặng gì đó thì từ ngày thứ 5 tới ngày thứ 8 thôi. Còn sau ngày thứ 8 gần như là mọi chuyện đều ổn thỏa. Mà có một số 6-80% người ta là không có gì hết cho tới ngày thứ 8, thứ 10 luôn. Đó. Thì mình phải suy nghĩ như vậy đó thì mình mới không có quá lo lắng nha. Và đặc biệt là tâm trạng của mỗi người á thì nó khác nhau. Cái sức chịu đựng và cái sức tưởng tượng mọi người khác nhau. Thành ra nếu mình là một trong những thành viên trong đó, mình bình tĩnh, mình phải thể hiện mình là trụ cột. Người đó lúc đó rất là quan trọng nha. Dù là mình bệnh rồi, cả nhà mình bệnh hết, thì phải có một người trụ cột và khuyên nhau. Khuyên nhau là trong sách nói, nếu không phải là cái người có yếu tố nguy cơ thì 80% không có triệu chứng, 95% là ngày thứ 8 là nó ổn. Chỉ có gì trục trặc là nhóm người đó thôi, là có 5% người đó thôi nha. Cho nên mình xét ngay trong gia đình mình nè, ABCD là ai nè nha. Rồi xong, mà xuyên tính nha, mà xuyên tính. Còn nếu các bạn mà tưởng tượng càng nhiều là các bạn sẽ ra nhiều chuyện lắm. Chút tôi sẽ nói cái tưởng tượng cho nghe ha. Đó, thì như vậy là cái thứ nhất là như vậy. Nếu tất cả trong gia đình mình mà đều F0 hết thì mình cùng sống, sinh hoạt, làm việc, đúng không? Cùng nấu nướng, người ta tiếp tế cho mình thôi. Như vậy thì mình làm gì? Mang khẩu trang tương đối, giữ khoảng cách tương đối ha. Đặc biệt lúc đó là phải bảo ban nhau bình tĩnh, theo dõi sức khỏe của mình ha, chứ đừng có rối lên. Thứ hai là gì? Làm sao thì làm, cái khâu vệ sinh ăn uống và cái khâu vệ sinh trong sinh hoạt nó phải bảo đảm thật là tốt. Tại vì sao? Thông thường mình cảm mình biết rồi, đúng không? Thông thường mình cảm biết rồi. Nếu mà vệ sinh không tốt, nó sẽ tấn công vô thêm, nó làm cho mình bị nhiễm trùng thêm thôi. Đó, cho nên nhà vệ sinh là phải ngon lành, ăn uống phải ăn sạch, uống sạch đàng hoàng, chứ không phải là thoải mái. Thì nếu mà cả nhà mình bị, rồi cũng cả nhà mình hết. Nó đúng theo nguyên tắc đó rồi. À, đúng theo nguyên tắc đó rồi. Thứ hai là gì? Nếu trong nhà mình có một người chưa bị thì mình phải suy nghĩ là có khả năng hai bữa nữa ông bị ha, có khả năng hai bữa nữa là bà bị luôn á. Tại vì thường thường trong nhà nó lây ghê lắm, nhưng mà mình cũng nghĩ là lạc quan chút là chưa bị ha. Thì đó là mình làm sao, cũng giống như là cái F0 lúc đầu tôi nói mới về đó, nhưng mà cái này phải nghiêm ngặt hơn nha. Phải mang khẩu trang. Mà F0 không cần mang khẩu trang N95 nha, mang khẩu trang thường thôi, tại N95 khó chịu lắm. Còn người kia ở ngoài cũng phải mang khẩu trang, nón che giọt bắn, đặc biệt là sử dụng thêm găng càng tốt ha.